Bây giờ nói chung nhà anh chị, gia đình anh chỉ có hai mẹ con thôi. Đó, thì bây giờ là em có làm dâu được không? Ở gia đình em hiện tại thì cũng có hai mẹ con, em muốn chăm sóc má em. Em nói cho nó rõ ràng luôn đi, tức là em anh không có về thích với nếu anh như được. má em và mẹ của anh ở chung với nhau không ạ? Tại vì hiện tại mẹ chồng của chị hai em và má em là ở chung một nhà. Mẹ em nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em 75 tuổi anh Việt. 75. Mẹ em nhiêu rồi? 79 ạ. Được, hai người có thể làm bạn tri kỷ nhau được đó. Đất Di Linh rất là ôn hòa mà rộng nữa, khí hậu thì rất tốt cho anh người lớn tuổi. Di Linh thậm chí anh còn muốn chuyển gì Di Linh nữa, đừng nói chi. Dạ, điểm yếu của em là em hay nóng tính nhưng là mau nguội, mau quên. Có khi nào đánh đòn em bé không? Dạ không, khi em chăm bé mà bé làm em không có vui, em phải hát để giải tỏa cái tâm trạng của em và để mình khống chế cảm xúc của mình lại. Còn trai, điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu đàn gái biết đi. Điểm yếu của em thì hay nhút nhát. Điểm mạnh là gì? Thì là sống có trách nhiệm, không có tứ đổ tường. Sống có trách nhiệm là một trong điểm mạnh nhất của đàn ông đó nha. Yeah. Em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì hồi ấy còn cũng còn nhỏ thôi. Rồi, còn nhỏ bỏ qua đi. Mối tình mới đây nè, cách đây phải 5-6 năm rồi. Quen được 6 tháng thì gia đình cô đó chuyển nhà đi nơi khác. Nghĩa là 5-6 năm nay em chưa có mối tình nào hết? Dạ, 5-6 năm nay chỉ có mối tình gọi là say nắng gió thôi. Say nắng trúng gió. Dạ, chứ còn mối tình chính thức thì chưa có. Trời ơi, dễ thương quá nhờ. Vậy đó, rồi còn mình sao nè? Có hai mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên là em chia cây tay cách đây 10 năm là chồng cũ của em. À, là dạ. Em đã có một đời chồng rồi. Dạ đúng rồi. Đã 10 năm rồi. Dạ. Em đã có đứa con nào chưa? Dạ chưa chị. À, rồi mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen cũng được gần 3 năm. Khi hai người bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội tới 4 năm. Là sao mà cách lòng luôn? Dạ đúng rồi, tụi là, em... Nay là mấy năm rồi cưng? Dạ, cũng hơn 1 năm đó chị. Rồi bây giờ em mong muốn là cái người bạn trai của mình như thế nào? Em không ưu tiên về ngoại hình, em sẽ ưu tiên về tính cách nhiều hơn. Em mong muốn như thế nào nè? Chị qua chị nói chuyện với bên đàn trai xíu nè. Dạ là có sự đồng cảm, có lòng thương người. Chào em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Bây giờ bạn nữ đang mong muốn cái người bạn trai của mình là phải có cái sự thương người, có đồng cảm. Em nghĩ là em có những cái tư chất đó không? Có chị. Rồi, ok, tiếp luôn. Dạ là bạn nam không nhuộm tóc, không để móng tay dài, không hút thuốc ạ. Rồi chị trả lời luôn, không nhuộm tóc, không để móng tay dài. Em có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Không luôn. Dạ bụng không phệ. Bụng không phệ. Dạ. Yên tâm, ốm hơn anh Quyền Linh nhiều. Dạ, dạ. Rồi còn gì nữa không? Nhiều được rồi. Nhiều được rồi, dạ, đúng không? Dạ. Em mong muốn cái người bạn đời bên đây thì như thế nào? Cô ấy cao thì từ 1.5m trở lên. Rồi yên tâm, 1.5m luôn. Họ là người phụ nữ của gia đình. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bên nhà trai? Thang điểm thì đối với em là em chấm cho bản thân là 8. Em nghĩ em được 6 ạ. Được 6, dạ. 60%. Dạ. Dạ em, chào dạ, anh Nguyễn Linh. Gái. Dạ. Cái mối tình thứ hai làm sao, tại sao lại chia tay vậy? Bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội 4 năm. Rồi em không có bắt đầu cho nên cũng không có kết thúc. Xa mặt cách lòng đó hả? Dạ. Vậy là bạn trai sắp tới đây là phải gần, phải chăm sóc. Chứ đừng để sao mà cách lòng như vậy. Bạn này là công tác ở đâu? Bạn này đang ở Lâm Đồng. Lâm Đồng á, Di Linh á. Mà bạn này ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Cái khó là đó. Đó. Một chút hai người sẽ bàn với nhau nha. Dạ. Thí dụ như bây giờ á, em cần một tháng như thế, bạn trai đến với em bao nhiêu ngày, chăm sóc em như thế nào? Em có yêu cầu gì không? Dạ, một tháng thì em được 2 ngày phép, thì có thể tụi em sẽ uyển chuyển chia ra một tháng bạn đó lên đây thăm, xuống đây thăm em, thì một tháng sau em sẽ lên trên đó thăm bạn đó. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Keo kiệt. Keo kiệt? Dạ. Có keo kiệt không? Không, keo kiệt thì em không. Cho anh xin 20 ngàn. Khó lắm. Khó, thấy chưa? Thấy phóng khoáng chưa? Đây anh 50 đi. Thấy chưa? Thật rồi. Xin 20 cho 50. Trời ơi. Chính mình cho anh thấy liền. Cảm ơn, chúc mình dẫn Vân đi uống cà phê nha. Nở lòng nào mà lấy của người ta vậy giờ? Vậy chứ, xin là phải lấy. Để cái tiền đó cho người ta, dắt bạn này đi uống cà phê đấy. Bạn ấy còn, cho 50, bạn ấy còn tới 100 mấy. Mà chị hỏi nè, dạ. Em có thích con nít không? Dạ, em cực kỳ yêu con nít và rất thích con nít chị. Dạ, cho nên em mới lựa chọn cái công việc đó, nó phù hợp với cái sở thích của em. Bây giờ là nếu mà hai người mà đến với nhau là phải làm hôn thú liền, kết hôn liền, thằng mà có con liền đúng không? Dạ. Vậy là tốt rồi. Vậy giờ hôm nay đi với ai? Lẽ ra là có người thân em đi, nhưng mà hôm qua là mẹ chồng của chị hai em nó bị té, bị tai biến. Lẽ là má em đi, nhưng chị hai phải đi chăm mẹ chồng, thì má em phải chăm các cháu thôi nha. À, em đi một mình. Coi như chị đại diện nhà gái cho dạ, em được em rồi. Cũng...
Em trai đi với ai? Hôm nay em đi với chị gái, với em trai, với cháu. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột. À, rồi. Mời chị ruột nào. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, chào em gái. Trước là em cũng có gia đình rồi. À, dạ chị. Thì em có gia đình được bao lâu rồi? Dạ, em kết hôn khoảng 4 tháng thì em chia tay ạ. Chưa có con gái gì hết à? Do là sao mà em nghĩ là chia tay sớm như vậy? Tại vì chồng cũ của em á là không có chia sẻ cái gánh nặng tài chính với gia đình của em. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều là do em lo hết. Và dẫn đến nhiều cái quan điểm nó không có thống nhất với nhau á chị. Dạ. Thì thôi, nói chung là cùng cảnh cùng với nhau thì chị cũng thông cảm, không sao cả. Gia đình chị không yêu cầu là giàu nghèo hay là như thế nào, chỉ cần ý là ngoan hiền, rồi là có trách nhiệm trong gia đình, lo cho gia đình, có hiếu thảo thuận với cha mẹ là được. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Hai bạn tự bàn với nhau. Đúng đi. Cái nghề của bạn cũng dễ di chuyển mà. Mở rào. Đó, quay qua nè, quay qua nè. Dạ. Đứng đây. Đến với chương trình này thì có tặng quà đi. Quỳnh Linh. Hả? À, có quà của anh nữa hả? Rồi, cảm ơn em nha. Và anh tặng chị Hồng Vân. Ôi trời. Chị cảm ơn rồi, em. Ơi. Em dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà để tặng anh, đây là món mứt mãng cầu tự tay em làm lấy. Dạ. Từ tay làm cái bình đó em cũng tự làm luôn. Dạ, đúng rồi chị. Hay quá, em mở quà này ra coi là cái gì nè. Dạ, em xin phép mở quà. Wow. Dạ là mứt dâu. Bên gửi gọi là mứt mãng cầu. Bên gửi là dâu. Mứt dâu luôn. Mứt dâu trời, ngon, nó ngọt lên đấy. Nghe là đầu tiên nhìn thấy anh em cảm nhận sao? Mà ấn tượng đầu tiên là anh là người hiền. Anh có để móng tay dài không ạ? Hay. À dạ, rồi dạ không. Quan điểm tình yêu của em thì sao? Chỉ cần hai người chung thủy, có sự đồng cảm. Rồi anh nghĩ như thế nào về em là một người phụ nữ đã từng ly hôn? Ừ, anh thì cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm. Tại vì không có ai muốn cả, đúng không? Dạ. Đôi khi là do duyên số hoặc là có một cái vấn đề đó không ở tới với ở nhau được thì chia tay. Dạ. Thì anh cũng thông cảm về góc độ đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, vậy thì anh sẽ sắp xếp như thế nào cái thời gian để em và anh hẹn hò với nhau? Thời gian của anh thì anh làm tự do, ngày nào trong tuần đi cũng được. Chỉ cần dạ. Ví dụ báo trước, ngày này ngày kia mình gặp nhau, là mình sắp xếp đi thôi. Dạ. Ý là được. Dạ, anh nghĩ em có ghen không ạ? Thì anh nghĩ thì chắc là phụ nữ thì ai cũng có, dù ít hay nhiều thôi. Dạ, anh có muốn biết em ghen ít hay ghen nhiều không ạ? Có, em dạ, thì em sẽ tặng một bài thơ về ghen do em vừa sáng tác trong lúc em đợi ở hậu trường. Dạ. Ghen là gia vị của tình yêu. Em không ăn ớt, chỉ ăn tiêu. Em nay không thích nói nhiều, nhưng em lại thích làm liều. Không ghen buổi sáng, chỉ ghen buổi chiều. Ghen như dược sĩ cắt liều, ngày nào cũng cắt đều đều mới vui. Dạ hết à. Nhưng mà bây giờ em thấy bạn này thế nào? Bây giờ em hỏi bạn quá trời rồi, bây giờ em trả lời đi. Em thấy bạn này sao? Thấy anh hiền. Dạ. Hiền thiệt, anh dạ, là hiền thiệt. Dạ, có sự chân thành trong đó, anh cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm và cũng muốn tìm một cái người để cùng anh đi hết cái đoạn đường còn lại của cuộc đời. Đó là những cái điểm em ghi nhận, điểm tốt của anh. Còn một cái tốt nữa mà em chưa chịu ghi nhận là cái nhẫn nại. Chị thấy anh này là rất là nhẫn nại luôn á. Không, chị Vân, Hồng Vân nhận xét vậy đúng. Nói chung mọi thứ là em chịu đựng cũng khá là ổn. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Cái nào quá thì mình nóng, nhưng mà nóng quá thì một là tức không nói nữa, đi chỗ khác. Dạ, đấy là vậy... không quá. Chứ còn ba cái vụ hành động đánh người hay đập đồ là không có nữa. À dạ, vậy hồi xưa cái mối tình của anh đó, lúc hai người mà cãi nhau trong bức tranh. Hỏi. Ừ, hỏi quá trời hỏi à. Bây giờ thế này nè, gặp ngày hôm nay có duyên rồi. Dạ. Chúng ta đi sâu vào đó luôn, vào cái chuyện tình cảm luôn. Thí dụ như được thì khoảng bao lâu em mới cho đàn trai bước tới? Dạ em nhanh nhất là trong năm nay, kế hoạch của em là như vậy. Kế hoạch trong năm nay. Dạ. Bây giờ nói chung nhà anh chị, gia đình anh chỉ có hai mẹ con thôi. Đó thì bây giờ là em có làm dâu được không? Ở gia đình em hiện tại thì cũng có hai mẹ con. Em muốn chăm sóc má em. Em nói cho nó rõ ràng luôn đi, tức là em anh không có thích nếu như má em và mẹ của anh ở chung với nhau không à? Tại vì hiện tại mẹ chồng của chị hai em và má em là ở chung một nhà. Mẹ em hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em 75 tuổi anh. 75. Mẹ em nhiêu rồi? 79 ạ. Được, hai người có thể làm bạn tri kỷ nhau được đó. Đất Di Linh rất là ôn hòa. Mà rộng nữa, khí hậu thì rất tốt cho anh người lớn tuổi. Anh Di Linh, thậm chí anh còn muốn chuyển gì Di Linh nữa, đừng nói chi. Em, dạ. Đất rộng. Em chủ yếu là trồng cà phê thôi. Thật sự cũng đến với nhau, thật sự cũng chăm sóc nhau. Thì anh nghĩ cái điều quan trọng nhất là hướng về Di Linh vẫn hay hơn. Anh nghĩ như thế. Còn tự hai người lớn rồi, chúng ta có quyền quyết định điều đó. Thôi, bây giờ chúng ta hết thời gian, mình để tay vào nút bấm thôi các bạn. Bấm
bấm nút là phải có trách nhiệm mới nút bấm, không bấm nút vì bất cứ điều gì cả. Chương trình đã tạo chúng ta một cái duyên, còn nợ hay không là do các bạn quyết định. Nào, quyết định cả lý trí và trái tim của mình. Mời Hồng Vân. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm nút. Trời, cái ca này hơi bị bất ngờ đó nha. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau mạnh mẽ lên nào. Anh nghĩ rằng là hai bạn cũng lớn rồi. Anh rất quý cái tính tình của cái bạn trai này. Bạn này như vậy thì phải có một cái người phụ nữ giống như bạn. Tức này, tức là hai người sẽ bổ trợ cho nhau để tạo nên một gia đình nhỏ. Hãy quan tâm chăm sóc với nhau, mặc dù đường xá xa xôi nhưng tình yêu thì nó không có khoảng cách nào cả. Hãy yêu bằng cả trái tim của mình, hãy quyết định bằng lý trí để chúng ta có thể di chuyển về Trà Vinh hay là Di Linh ha. Bây giờ trên sóng truyền hình thì gia đình hai bên đang xem đó. Mình hãy nói gì với gia đình đi, hai bà mẹ đang xem đó. Hôm nay hai đứa cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu có duyên thì hai đứa đến với nhau suốt đời. Dạ, con xin chào mẹ của anh Tiến và chào má ở nhà. Chương trình cộng với sự cộng hưởng của chị Hồng Vân và anh Nguyền Linh đã tìm được một cái bạn nam mà con mong muốn có thể đi đến hôn nhân. Thì chị Thái Phường nha. Toàn cái tay qua, hung lên má đàng hoàng, hung lên mắt cũng được. Đó, không phải là như thế nha.